Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm. Và hôm nay chúng ta sẽ được tiếp tục gặp gỡ với chị Nghĩa đến từ Bến Tre. Vẫn là chị Nghĩa, nhưng chị Nghĩa ngày hôm nay sẽ mang một hình ảnh mới. Đó là đã làm răng toàn sứ tại Nha Khoa Ân Tâm. Để xem được cái quá trình mà chị thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ hoàn toàn miễn phí tại Nha Khoa Ân Tâm như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Nghĩa lần nữa nha. Dạ, em xin chào chị Nghĩa. Thì hôm nay em thấy đầu tiên là thấy chị rất là tươi hơn nè. Thì chị có thể nói sơ cho các vị khách hàng của bên em biết là hiện tại thì tâm trạng của chị như thế nào khi mà mình được gắn răng sứ không ạ? Hiện tại tâm trạng của em thì rất là vui. Em cảm thấy rất là vui khi mà được làm lại răng toàn sứ bên Nha Khoa Ân Tâm. Dạ, vậy chị Nghĩa ơi, thì ở tập trước đó chị có chia sẻ làm răng sứ xong mình cảm thấy là mình không hài lòng và mất tự tin. Thì chị có thể chia sẻ cho các vị khán giả biết là thì sau khi mà chị thay răng toàn sứ tại Nha Khoa Ân Tâm thì cái cảm nhận của chị như thế nào được không ạ? Dạ, thì trước đây em làm răng sứ đó thì nói chung là em cảm thấy rất là buồn và thất vọng. Nhưng mà khi đến Nha Khoa Ân Tâm á, thì cảm giác của em đã lấy lại được cái tự tin của mình trước đây, em chỉ còn tự tin hơn nữa. Thì răng của em bây giờ thì nói chung là nó vừa thoải mái nè, nó vừa tự tin nè, thì em cảm thấy cái cách giao tiếp của mình á tới mọi người hoặc là khi em nói em cười em cảm giác là nó tự tin hơn. Dạ, một lần nữa thì chúng ta em cũng cảm ơn Nha Khoa Ân Tâm rất là nhiều thì đem đến cho mọi người một cái nụ cười, một cái hàm răng rất là đẹp. Dạ. Được biết là sau khi mà mình được gắn răng sứ hoàn toàn tại Nha Khoa Ân Tâm rồi thì bác sĩ có cho chị gắn tạm thử một tuần để mình ăn nhai thử và cũng để cho người nhà góp ý dán răng màu sắc của chị. Vậy thì chị sau khi mà về nhà thì mọi người có cho chị ý kiến như thế nào không ạ? Đang hiện tại thì bác sĩ cho em gắn tạm thôi. Nhưng mà lúc về nhà thì gia đình với là bạn bè của em á thì nó là nhìn răng rất là đẹp, rất là nhìn màu sắc răng nó tự nhiên và cái màu răng thì nó cũng rất là tự nhiên, nó không có khô. Cái màu sắc thì nó rất là đẹp, nó không giống như răng sứ bằng kim loại của em trước đây nữa. Thì nói chung là mọi người nhìn cũng rất là bất ngờ và ai cũng khen hết. Khi mà mình xem cái kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm đó thì cái suy nghĩ của mình đầu tiên là như thế nào chị ha? Dạ, khi em xem cái chương trình YouTube của Nha Khoa Ân Tâm á thì thật sự là em xem cái chương trình này cũng rất là nhiều lần. Thì xem mấy chị trải nghiệm thì em cũng nghĩ trong lòng là không biết là cái chương trình này nó như thế nào, nó có thực tế giống như là mấy chị chia sẻ hay là không. Nên là em cứ suy nghĩ là em quyết định là mình thấy là người trải nghiệm thực tế thì mình mới cảm nhận được nó có đúng sự thật hay không. Nhiều người thì người ta nói là không có thể tin được chương trình này, nhưng mà thật sự nó là sự thật. Vậy thì chị Nghĩa ơi, chị có thể chia sẻ thêm cho các vị khách hàng biết rằng chị đã trải nghiệm và là khách hàng thực tế trải nghiệm chương trình thay răng sứ tại Nha Khoa Ân Tâm rồi, thì chị có thể chia sẻ rằng cái cách phục vụ của nhân viên và đội ngũ bác sĩ Nha Khoa Ân Tâm như thế nào được không ạ? Thật sự là em là một cái khách hàng trải nghiệm thực tế thì cái cách chăm sóc và cái cách làm răng kem nói chung là nó rất là tốt, nó bình thường giống như cái khách hàng mà nhiều người nghĩ là cũng phí thì nó sẽ không tốt, nhưng mà thực tế thì em cảm giác là nó quá tốt hơn là lúc em bỏ tiền ra làm luôn á, thì em cảm thấy là nó rất là ok. Ngày hôm nay mình đã được gắn răng sứ tại Nha Khoa Ân Tâm rồi. Vậy thì nhân đây chị có lời nào muốn gửi đến đội ngũ nhân viên cũng như là các bác sĩ tại Nha Khoa Ân Tâm, và cũng có thể là chia sẻ những cái tâm sự của mình đối với những khách hàng đang bị tình trạng giống như chị không ạ? Dạ, thì thật sự là em đến với Nha Khoa Ân Tâm em cảm thấy rất là biết ơn các bạn ở đây, bác sĩ ở đây. Nói chung là cái cách phục vụ và cái cách chăm sóc khách hàng rất là ok. Thì em là một cái khách hàng trải nghiệm chương trình miễn phí mà em cảm giác là được chăm sóc ưu đãi như vậy, thì mọi người khi mà đến đây làm răng thì em nghĩ là ở đây thì sẽ phục vụ là chăm sóc mọi người rất là tốt và có thể là tốt hơn nữa. Dạ. Thì em chỉ khuyên mọi người là lúc làm răng thì nên tìm hiểu kỹ Nha Khoa, hãy đến Nha Khoa Ân Tâm trải nghiệm thử, đừng có quyết định sai lầm giống như em là để phải hối hận. Em tới bây giờ em thật sự là hối hận là không biết đến Nha Khoa Ân Tâm của mình sớm hơn. Vâng, và từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những chia sẻ từ chị Nghĩa đến từ Bến Tre.
và biết được cái quá trình chị thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ hoàn toàn miễn phí tại Nha Khoa Ân Tâm như thế nào. Thì hy vọng rằng cái thông điệp cũng như những cái tâm sự của chị Nghĩa sẽ đến được với tất cả các khách hàng mà cũng mang tình trạng là mang răng sứ kim loại, thì sẽ có thể lấy lại nụ cười tự tin một lần nữa. Và Nha Khoa Ân Tâm cũng còn rất là nhiều suất ưu đãi nữa để dành cho tất cả các vị khách hàng. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chị Nghĩa và Huyền sẽ phải nói lời chào tạm biệt với mọi người và hẹn gặp tất cả các quý khách hàng trong số tiếp theo. Và Nha Khoa Ân Tâm cũng hy vọng rằng sẽ được phục vụ nhiều vị khách hàng hơn nữa. Chương trình hiện tại đang còn rất là nhiều suất ưu đãi, mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Và đặc biệt mọi người cũng đừng quên nhấn nút subscribe để đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.